một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, rượu này không say, vậy uống cho vơi. Ôi, giờ lại không ngủ, giờ lại không chạy, giờ lại không chạy. Để con làm một tí nữa. Không muốn làm ăn gì là. Bây giờ mày có 6:30 mẹ đã gọi con rồi. Rồi tí hết bao giờ? 7 giờ con dậy. Đang nghe nhạc. Tí nữa con dậy, con xem lớp cái bài này đã. Này nhạc không nhéo gì. Suốt ngày trên rách cái đôi mẹ ăn những cái đây. Mà suốt ngày cái rách. Nhạc cũng nhiếp. Rách nó mới ra bài mới cho con nghe lớp đã. Mới với cũ gì. Một tí nữa thôi, sắp hết rồi, mấy phút cái bài hát đi. Mẹ cứ làm nhảm thế nhỉ. Cháu đã gọi cho bao giờ rồi, con dạy mày đi làm đây. Dạy dạy đi chú ơi. Dạy, cái hôm chú cháu mình vừa nghe xong rồi. Dạy đi để bà cứ gọi từ nãy giờ đấy. Con đi ra đi dạy từ sớm. Bây giờ cũng không dạy, con cái nữa đấy. Mẹ mày. Nó trẻ đẹp trai này thì hát lại hay nữa. Dạy con gọi gì, làm con làm thì lấy tiền ăn. Giờ bọn trẻ con nó thích. Giờ con đi có 30 tuổi đâu, làm gì mà. Bảo đi cứ cãi cho thải ra. Định ăn gì chưa? Đó sáng ra rồi. Thôi dậy 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 đi, phải bà nó nói sau ra đồng hai chú cháu mình vừa làm sau lúc nào giải lao nghe. Ôi trời ơi, phải quay làm quay mì tôm đã. Hôm qua muộn quá, nghe mãi rách. Bảo ơi, cứ ăn gì chúng con nha. Đây, bây giờ con dạy gì đây? Không làm thì mẹ làm mà được hết việc lắm hết. Có độc lăng xào lúa mà mẹ cái lúc nào cũng nói nhiều. Lăng xào nhưng mà xào cũng phải làm. Không làm không phải làm không khác. Ra với bản ấy. Còn không thích cái kiểu ấy, nói làm gì thì làm. Nói làm là cái lúc này suốt ngày đồng với trả ruộng giờ thanh niên. Thôi đi đấy nhá. Đi đi, bà nói nhiều quá. Bực thế thì suốt ngày. Thế đi thằng ai cho cháu mình. Hết cháu đi ruộng một xào đấy, làm cho hết đây. Vâng, con làm được bao nhiêu con làm thì suốt ngày. Quá chưa, phải làm hết. Thì bây giờ con không làm hết thì ngày mai con làm hết được sao? Thôi, con làm cứ phải làm hết, từ giờ mai phải làm hết. Nhưng mà tí tối mẹ về, mẹ phải cho con xem sách.